Xe Lan Thanh Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Rất nhiều người đã đến cửa hàng Thanh Tuấn Medical và hỏi là những cái chiếc xe tập đi như thế này thì phù hợp như thế nào đối với bệnh nhân, như thế nào thì có thể sử dụng được. Thì sẵn đây thì Thu Thảo sẽ mang hai chiếc xe tập đi với nhãn hiệu là VK14 của Lucas và nhãn hiệu 1X9148L. Thì Thảo sẽ so sánh hai chiếc xe này và sẽ giới thiệu từng cái chi tiết và sẽ phù hợp cái những cái xe nào sẽ phù hợp với những cái bệnh nhân như thế nào, thì quý vị và các bạn cùng xem nhé. Thứ nhất đây là chiếc xe tập đi 4 bánh Lucas hiệu VK14, mà giống nhau, hai chiếc này giống nhau. Thứ nhất là đều có cái tay cầm đi được làm bằng cao su. Người ta sẽ nhà thiết kế đã thiết kế cái tay nắm này á, thì giống như là một cái tay con thỏ vậy đó, để phù hợp với cái tay bệnh nhân, mình có thể cầm nắm và có cái tấm bệ để dựa tay. Và đều có hai cái thắng tay. Khi mà chúng ta tập đi, chúng ta muốn dừng lại á, thì chúng ta có thể bóp thắng này ạ. Và khi mà bệnh nhân mà muốn ngồi á, thì có thể gạt cái tay xe thắng xuống, là xe không có thể di chuyển được ạ. Và hai xe thì đều có cái tính năng tay thắng này như nhau. Đây. Và cái phần giống nhau tiếp theo á, đó là cái phần tựa lưng. VK14 thì cũng có tựa lưng và cũng có cái tấm mút này để cho bệnh nhân dựa vào đỡ đau. Và cái 1X này thì mình cũng có cái tấm tựa lưng đây ạ. Và cái giống nhau tiếp theo đó là cái ghế ngồi. Cái ghế ngồi rất là êm. Và cái kích thước của cái ghế ngồi này của hai bên đều là 46cm. Và giống nhau tiếp theo đó là cái chiếc xe 4 bánh này thì đã có kích thước của cái bánh này là 6 inch, và hai cái bánh đằng trước này có thể xoay 360 độ. Và chiếc xe 1X này thì chúng ta cũng thể hai bánh đằng trước cũng thể xoay 360 độ. Và giống nhau tiếp theo là hai cái xe này đều có cái phần phụ kiện đi kèm, đó là cái giỏ sách để bệnh nhân có thể đựng nước này, đựng những cái đồ vật cá nhân cần thiết khi mà mang theo. Đây, chiếc 1X đây. Đây. Và điểm giống nhau tiếp theo như là quý vị và các bạn đã thấy ở cái tay cầm này thì chúng ta sẽ có cái 6 cái nấc để nâng lên hoặc là hạ xuống phù hợp với từng bệnh nhân. Nhưng mà cái xe VK14 này thì cái chiều cao tối đa của cái xe khi mà chúng ta nâng cái tay cầm này lên là 92cm. Còn cái xe 1X9148L này thì chúng ta có thể nâng tối đa lên là 108cm. Đây. Và tôi sẽ qua cái phần khác nhau tiếp theo, đó là cái tựa lưng. Ở bên VK14 thì chúng ta cái tựa lưng này chúng ta chỉ có để cố định thôi, không có di chuyển lên, di chuyển trước hoặc là di chuyển sau được. Còn cái 1X thì chúng ta có thể là di chuyển đằng trước, di chuyển đằng sau, gạt lên, gạt xuống rất là linh hoạt. Đây. Khi mà bệnh nhân đang tập đi mà mệt thì chúng ta có thể để cái gạt lưng phía sau này và quay lưng lại ngồi và dựa lưng. Hoặc là chúng ta có thể gạt cái gạt lưng này về phía này cho bệnh nhân ngồi đây, để chân dưới cái phần gác chân và có thể đẩy bệnh nhân đi như một chiếc xe lăn. Và cái điểm khác nhau tiếp theo đó là chiếc 1X9148L này thì nó sẽ có thiết kế một cái bánh dẫn đằng trước này. Bánh dẫn này thì có thể xoay 360 độ. Và có cái phần để chân, để mà khi mà bệnh nhân ngồi đây và có cái chỗ mà để chân thì sẽ không có bị chạm đất. Đây. Ngoài ra thì chiếc 1X này thì chúng ta nhà thiết kế cũng thiết kế là cái móc để treo đồ. Khi mà bệnh nhân đi mà muốn mua đồ hoặc là treo thêm một cái đồ gì đó muốn mang theo thì chúng ta có cái hai cái phần treo đồ bên đây. Và đặc biệt hơn nữa là có cái phần đựng nước, bình nước. Đây, rất là tiện. Đi đâu cũng có thể mang chai nước bên mình. Và đây, hai xe này thì nhà thiết kế đều thiết kế là chúng ta có thể gấp gọn lại rất là nhanh, gọn, lẹ. Sau đây thì tôi xin mời bạn Uyển vào để hỗ trợ. Khi mà chúng ta muốn gấp gọn xe thì chúng ta có thể mở cái tấm đệm lên và nhấc cái giỏ xe ra.
Và đây có cái phần dây này chúng ta có thể nhấc lên, gấp gọn xe này, chúng ta có thể để xe này ở góc nhà hoặc là để gọn gần giường. Đặc biệt là cái xe One X này thì chúng ta có thể nhấc cái phần chân này lên. Đấy, rất là gọn, rất là tiện. Khi mà chúng ta muốn ngả xuống thì chỉ cần nghiêng chiếc xe và nhả ra. Tôi vừa so sánh cho quý vị và các bạn là hai mẫu xe Lucas W14 và mẫu xe One X với nhãn hiệu là 9148L. Vừa rồi thì tôi vừa so sánh cho quý vị và các bạn hai cái mẫu xe tập đi 4 bánh Lucas W14 và xe tập đi 5 bánh với nhãn hiệu là One X9148L. Thì khi mà mua xe ở Thanh Tuấn Medical thì quý vị và các bạn yên tâm là xe chính hãng, và từng chiếc xe thì bên tôi sẽ có từng cái nhãn hiệu xe ở đây ạ. Để quý vị yên tâm, xe bên Thanh Tuấn Medical thì quý vị và các bạn yên tâm là chúng tôi có chế độ bảo hành là 12 tháng theo nhà sản xuất. Và bên chúng tôi thì luôn có đội ngũ nhân viên tư vấn rất là tận tình, và chúng tôi sẽ ship code toàn quốc. Và ngoài bán xe ra thì chúng tôi có những cái phụ kiện để mà thay thế khi mà quý vị và các bạn cần, hoặc là hư hỏng hoặc là cần mua thì chúng tôi đều có thể đáp ứng. Và hàng thì sản phẩm rất là đa dạng và giá cả hợp lý với từng gia đình. Quý vị và các bạn có thể đặt mua xe hoặc là muốn biết thêm về thông tin của sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể truy cập vào website thanhtuanmedical.com hoặc gọi điện đến số hotline 0969 144 560. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video hôm nay, và hẹn quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.